ở vòng 1 Olympic London 2012. Kim Hồng đã bị chấn thương. Đấy là cơ hội cho đội tuyển Philippines và bàn thắng đã đến. Niềm vui của các cầu thủ trẻ Philippines khi họ đã ghi được bàn thắng vào lưới của đội tuyển Việt Nam. Vui với các đồng đội. Sai lầm trước tiên thuộc về Hải Hòa. Cầu thủ số 4.